Xin trân trọng chào quý vị, quý nhà hảo tâm đến với kênh YouTube Huế Việt Nam ngày nay. Ngã ba trước mặt chúng ta đó là ngoèo Giang Say, thưa quý vị các bạn. Ở đây vì nó có cái ngoèo xa xa kia, chúng ta sẽ đi về cầu Ân Cừu. Cái ngoèo này từ đường Hùng Vương rẽ qua đường An Dương Vương và nhìn ngược lối phía sau là đường Ngự Bình. Hướng này chúng ta đi lên đàng Nam Giao. Bây giờ chúng ta đi qua đường An Dương Vương, tức là vừa qua cái ngoèo Giang Say và rồi thì đường Hùng Vương, tức là cái tuyến đường Duy Tân trước đây nối thẳng từ cầu Trường Tiền kết thúc và sẽ qua cái tuyến đường này là đường An Dương Vương. Cái ngoèo Giang Say đó thì cách cầu Trường Tiền tầm 2 km về phía nam. Nếu chúng ta đã từng ở Huế thì ai cũng biết ngoèo Giang Say đi tới một đoạn là cái ngã ba giao nhau giữa đường An Dương Vương và đường Hồ Đắc Chi. Cái hướng này đi vào khu Đại học Huế, thưa quý vị. Ngoèo Giang Say đi vào phía nam chừng 400-500 m thì là cái bến xe phía nam, một trong hai cái bến xe từ Huế đi ra cũng như là đi vào Huế. Ở đây có bà cụ rất là tồi, thưa quý vị và các bạn. Trong những ngày này nắng Huế đến 39-40 độ C, ngày này thì có đỡ hơn một chút, 36-37 độ C. Những ngày nào mưa cũng như nắng, mệt cũng ngồi ở đây, thưa quý bạn. Phía bên kia là trường Cao đẳng Âu Lạc, đối diện với bến xe phía nam. Rất là tồi. Dạ thưa mẹ, con xin gửi tặng mẹ 500 ngàn. Dạ, của anh chị Mỹ ở Cali. Thôi mẹ về cho rồi, cả nắng. Có tiền rồi. Thì giờ chị có tiền rồi, về đi. Thế nắng thì mẹ ngồi chịu chứ nổi. À thôi mẹ tới đó để chơi đi. Dạ, mẹ chơi về ba con cho nó gym mẹ nghe. Trường Cao đẳng Âu Lạc Huế. Nó nằm ở cái địa chỉ là 150 đường An Dương Vương, tức là cái đường phía ngoài này, thưa bạn. Mình vừa băng qua đường ray ngay cái chỗ phía trước bến xe phía nam. Bà cụ vừa rồi công nhận sức khỏe hay thật. Trời nắng chang chang, ngồi giữa đường bê tông nhựa cũng như mưa. Với sức khỏe đang còn không già lắm như mình, ngồi lúc thôi là đã đau đầu. Nhà nghỉ Happy Day. Trước mặt chúng ta là một cái tuyến đường có tên là đường Nguyễn Hữu Cảnh. Đường Nguyễn Hữu Cảnh, thưa quý vị. Cái tuyến đường này nó bắt đầu từ cái kiệt bên cạnh đường An Dương Vương đi vào, tức là cái điểm bắt đầu của nó cũng gần cái bến xe phía nam. Video này thì mình xin mời quý vị và các bạn là chúng ta đi thăm cảnh quan hai bên đường Nguyễn Hữu Cảnh, xem cuộc sống ở một cái tuyến đường ở đây thuộc phường An Tây, thành phố Huế như thế nào. Giờ này là cũng giờ ngọ rồi, tức là 11 giờ hơn rồi. Trên đoạn đường mình đi làm về tạt qua để quay cảnh quan tuyến đường. Mời quý vị và các bạn về thăm Huế. Nguyễn Hữu Cảnh là ai, thưa quý bạn? Đó là một vị danh tướng dưới thời chúa Nguyễn Phúc Chu. Ông là người xác lập chủ quyền hai cái vùng đất mà mình được biết, đó là Đồng Nai và Gia Đình, chính thức trở thành chủ quyền của nước Đại Việt vào năm 1698. Đường này là cùng gần với khu Đại học Huế. Nếu mà đi băng
theo cái hướng tay phải của mình thì nó cách xa khu đại học tầm chưa được 1 km thôi ạ. Di tích khu mộ cổ gia tộc Lê Văn. Đây là nơi yên nghỉ của 17 vị hậu duệ đời thứ 5 của gia tộc Lê Văn, có tổ quán tại làng Bồ Đề, xã Đức Thuận, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, đã bị xử lý trong đài oán án Thành Phiên An năm 1836 dưới triều vua Minh Mạng. Đến năm 1868 đã được vua Từ Đức giải oan và phục vị. Chúng ta nhìn vào khu lăng mộ cái di tích để lại vừa đọc. Bây giờ để đọc hết cái bảng đó thì cũng khá lâu. Thôi thì lúc nào mình sẽ làm video khác để giới thiệu về cái khu lăng mộ đó như thế nào. Xin mời quý vị và các bạn bấm đăng ký, rung chuông để theo dõi kênh YouTube của Việt Nam ngày nay, các video mà mình tải lên. Bây giờ chúng ta tiếp tục đi tham quan đường Nguyễn Hữu Cảnh. Người ta nói Huế rất xấu ở chỗ đó thôi, hoặc nhiều cái câu chuyện mang cái tình thậm chí là huyền bí, rồi thâm cung bí sử của một cái thời đại nhà Nguyễn. Ngôi chùa kéo dài gần 400 năm ở kinh đô Huế, thành phố Huế nói riêng, là một cái vùng đất đặc biệt chứa đựng nhiều cái di tích để lại. Đi đâu cũng thấy chùa, lăng tẩm, đền miếu, đi kèm với những cái văn hóa vật thể như vậy thì cũng có những cái văn hóa phi vật thể. Về phong tục tập quán, nghi lễ này nọ vân vân, Huế vẫn còn giữ được các cái nét, các cái nghi thức phong tục được lưu truyền từ thời xưa, một cái thời rất là nghi lễ của một cái vùng đất cổ đô. Chúng ta thấy cái đoạn đường Nguyễn Hữu Cảnh đến đây nó sát với cái khu quy hoạch, sát với Đại học Huế. Cả cái tòa nhà vàng vàng xa xa kia là trường Đại học Kinh tế đó, thưa quý vị. Và cái núi mà chúng ta thấy đằng kia, đây chính là núi Ngư Bình. Đường Nguyễn Hữu Cảnh này băng qua một cái khu chợ sát, chờ trồng hộp của bà con. Chờ đó còn được gọi là chờ xóm giống. Chúng ta rẽ qua đường này, như vậy cái đường Nguyễn Hữu Cảnh là còn có vòng vòng vậy. Cái chờ đó được gọi là chờ xóm giống bởi vì nó nằm trên cái vùng đất xóm giống. Đây một cái tòa nhà như một cái chùa có tên gọi là Đức Viên Ni Tu, 136 Nguyễn Hữu Cảnh. Thì tại sao Huế vẫn có những cái vùng đất gọi là xóm hành, rồi xóm giống, rồi xóm chuối, vân vân, các cái loại xóm. Thì đó như mình đã nói ở các cái rốt trước đây, là cả cái cùng có thể nói là làng nghề trước đấy khi còn triều Nguyễn. 150 đường Nguyễn Hữu Cảnh. Karaoke Huy Hoàng. Nguyễn Hữu Cảnh.
bên này là 165. Huế vẫn còn những cái đường phố, nếu mà nói chính xác thì cũng đang còn khá là nhếch nhác. Mặt đường thì xuống cấp nhiều, bề rộng cũng như kết cấu mặt cắt ngang cũng chưa bài bản. Đây là đường Võ Văn Kiệt, vừa đi ra cái chỗ đường điểm cuối đường Nguyễn Hữu Cảnh. Rõ ràng đây là cái tuyến đường rất là bài bản hết, ở giữa giải phân cách rộng thoáng, họ trồng cả cái hàng cây cò, hai bên cũng trồng cả cái cây xanh. Tầm cỡ 10 năm nữa thì nó sẽ phủ bóng rất là mát xanh trên cái tuyến đường này. Chắc chắn quý vị và các bạn ai cũng biết về vẫn còn cơ sở hạ tầng không được như cả các thành phố lớn khác, vì nói chung là còn nghèo. Cái tuyến đường Võ Văn Kiệt này nó bắt đầu từ cầu Lim, nếu đi theo cái chiều mà chúng ta đi như thế này thì có thể lên tới A Lưới, vì nó nằm trên cái trục đường quốc lộ 49, thưa quý vị và các bạn. Đi theo cái hướng ngược lại mà hướng chúng ta đang đi thì đang làm và sẽ đấu nối đến cái điểm cuối gần cầu Diễn Trường về Thuận An. Khi mà làm cái đoạn từ An Truyền về cầu Diễn Trường xong thì chúng ta sẽ đi biển Thuận An trên cái tuyến đường này rất là nhanh, tức là ngay cái vị trí cầu Diễn Trường gần đó thì chúng ta có thể đi theo cái tuyến đường quốc lộ này ra Quảng Trị. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, như vậy thì đến đây bên kênh YouTube Huế Việt Nam ngày nay cũng đã mời quý vị một vòng qua đường Nguyễn Hữu Cảnh và một số cái địa điểm trên cái lịch trình mà chúng ta vừa đi, trong một cái thời điểm cũng khá là đặc biệt, là cái giờ ngọ đến giờ này là 11:30 rồi. Quý vị và các bạn đã chịu khó cùng với mình tham quan thăm Huế. Xin chúc quý vị và các bạn luôn mọi điều tốt đẹp như ý. Xin một lần nữa cảm ơn anh chị Mỹ đã yêu thương nhiều lần gửi qua để mình giúp nối vòng tay lớn gửi cho bà con. Chúc anh chị và gia đình luôn mạnh khỏe, an khang thịnh vượng, an lạc cát tường. Xin được hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các video tiếp theo. Không quên bấm đăng ký nút để theo dõi các video khác mà kênh YouTube Huế Việt Nam ngày nay tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.